móng mà chương trình vừa gửi đến quý vị khán giả. Hiện nay, trên thị trường, để chăm sóc và trang trí một bộ móng tay hoặc móng chân ở các địa chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc móng chất lượng sẽ có giá khoảng từ 100.000 đồng trở lên tùy theo các yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh các mẫu trang trí móng cho mùa Noel mà chương trình vừa giới thiệu thì khi đến với các cửa hiệu, quý vị còn được nhân viên giới thiệu thêm nhiều mẫu móng đẹp phù hợp với sở thích và túi tiền.